Miên ở đấy nhá, ngồi đấy, ngồi đây nằm chơi nhá. Đi thay quần áo xíu. Chẳng qua. Chưa xin bụng nào, bụng nó chưa, bụng em nó chưa, xong quần lên nhé, quần này dài lắm. Sao tự nhiên hôm nay lại muốn đi ăn ở ngoài ngày, ngồi đây ngồi nói chuyện như những người bạn này, ngồi đây chơi búp bê, búp bê bi, người thấy mùi hôi không, người bi người thấy mùi hôi không, chị thay quần áo cái nhé. Quần áo mới kinh quá. Ê, để thay quần áo nhé. Đi ngồi đây chơi nhé. Hoặc là ra kia nằm xíu đi. Ngồi chơi, đúng rồi. Đi ngồi đấy nhé, ngồi đây nằm chơi nhé. Đi thay quần áo xíu. Chẳng qua. Ngồi chơi qua nhé. Thank you.
Sống ở Mỹ, chỉ mua cho BB một món quà là Giáng sinh, mừng Giáng sinh BB, đây một cây thông, hiện tại bố qua bố con đồ bố mua BB đây, 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 vào đây đi, đây, bẹt quà nào em mình đi đấy nhá, đây này, đây, thấy chưa? Đây là bộ quần áo Noel, đấy, rất là đẹp nhé. Nhà đi ngoan đó, đi ngoan đó, bia bia đấy nhá, để ba này rửa cái tay đi nhá, nhá, bắt rửa tay nhá. Bây giờ mình chơi cái con này vào vào đi đấy nhá, ba rửa tay cho sạch nhá. Người bị thơm nhỉ? Thơm phức. Quần áo. Quần này khả năng. Cứ đẹp lắm. Nó có vướng này.
Rồi, con này quần áo đấy ấm. Quần áo này quần áo mùa đông đấy. Đi xuống mở cửa cho anh đấy. Mẹ Bi mặc màu đỏ nào cũng được. Bi mặc màu đỏ đỏ nào cũng được. Bi đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Trời đẹp trai ngay. Bi đứng lên, đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên theo. Đi ra mày em nào. Bi nào. Đi ra mày nào. Đi ra đây nào. Sao không? Xem thêm ra không? Đẹp nha. Khóc cả buổi hôm qua. Rồi vui nhé. Còn một bộ này này. Có một bộ giới nữa nhưng mà vấn đề là chắc Bi cầm lên một bộ thôi. Thời gian tới thì chắc anh nhờ em chăm sóc Bi Bi đấy. Khả năng là anh phải lên trên kia công tác. Chưa xong việc mà khả năng em phải đi đây một thời gian đấy. Thì em về sắp xếp công việc theo bộ chỉ giúp anh một thời gian nữa nhé. Bi đứng lên cho mọi người xem nào. Hello mọi người đi. Chào mọi người đi. Chào mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại thì khi tôi đi rà soát công việc ấy, thì thời gian tới tôi khả năng rất cao là tôi phải chuyển lên trên kia công tác. Thì để cho Bi Bi đỡ phải lo lắng suy nghĩ nhiều, cho nên là khả năng tôi sẽ chuyển lên đưa tôi và Bi Bi để tên gần dự án để ở và công tác trên đấy cho tiện công việc. Thì tôi hy vọng là anh sẽ giúp được anh một thời gian để đến đến đấy thì có nhiều có thì anh đi làm thì em ở nhà đi chăm sóc BB cho anh thời gian. Nên cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm lo lắng cho BB trong thời gian vừa qua nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. BB chào mọi người. Chào tất cả mọi người nhé. Thì BB và gia đình xin cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua nhé. Rồi, chào tạm biệt mọi người.